Happy Easter to everyone. Xin chào tất cả các cô chú anh chị em. Chúc cô chú anh chị em lễ Phục sinh được nhiều sức khỏe và bình an trong tay Chúa. Mời tất cả anh chị em mua bông, mình bán bông nè. Bông đẹp ghê chưa? Bông đẹp quá trời đẹp luôn. Đủ thứ các loại bông ha. Bông quá trời đẹp luôn. Đây là bông ở nhà mình trồng nè. Để chuẩn bị nó nở bông. Bông đẹp quá trời ha. Có anh chị nào đặt hàng không? Mình giao tận nhà. Mình miễn phí hết luôn. Thôi, lễ Phục sinh. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt. Bye bye.